Chúng ta lấy dự ngôn để nói Làm ví dụ để nói Trước đây thầy giáo nói với tôi Dự ngôn có ba loại Loại dự ngôn thứ nhất rất chính xác Trong định nhìn thị Hòa nhập định Cảnh giới trong định nhìn thị Là vô cùng chính xác Một loại dự ngôn khác là Lấy lý luận toán học để suy đoán như dịch kinh đó là dùng toán học để suy luận suy luận đến một lúc nào đó sẽ phát sinh điều gì loại thứ ba đó là linh không phải chính quý vị linh bên ngoài có duyên với quý vị mượn thân thể của quý vị để tuyên bố đây là ba loại lớn trong ba loại lớn là định lực của mình đáng tin nhất nhưng định lực mà họ nhìn thấy ví dụ họ nhìn thấy chuyện một năm sau là một năm sau của ngày hôm nay qua một năm sau phải chăng chính là như vậy lại đã biến hoài những gì họ nhìn thấy là hôm nay là thời gian hoàn toàn tương đồng Nhìn thấy cảnh giới này Qua một năm sau Thật sự là không giống nhau Phải biết điều này là ý niệm của nhân tâm Ý niệm của tâm con người Ngày ngày đều có tăng giảm thiền bực Thiện niệm nhiều một chút Ác niệm nhiều một chút Mỗi ngày không giống nhau Nên cảnh giới bên ngoài Nó xoay chuyển từ ý niệm Do đây mà bị Dự ngôn chỉ là khái lượng Không phải rất tường tận Không thể tin tưởng Đó không phải Quý vị hiểu được đạo lý này Có thể làm tham khảo Không thể nói mười phần xác định Như vậy quý vị sẽ không sai Không thể có chuyện mười phần xác định Chúng ta từ trên hoàng nguyên quang nói Sát na biển hòa Từng sát na đều đang biển quả Xưa này chưa có chuyện tương đồng Toàn bộ vũ trụ đều là từ ý niệm nhân tâm Xuất sanh vô tận Câu này nói rất hay Biến quả vô cùng Ý niệm con người chuyện tốt Xấu biến thành tốt Ý niệm con người biến thành xấu Hoàn cảnh tốt cũng trở thành xấu Đây gọi là gì? Phong thủy luân lưu chuyển Phong thủy chuyển như thế nào? Tùy theo nhân tâm mà chuyển Nhân tâm tốt Sơn Hà Đại Địa ở đây kiên cố Không có thiên tai Dự ngôn nhìn thị Đó là gì? Chuyện lúc đó nhìn thấy Hôm nay nhân tâm không giống nhau Sáng sanh biển hoa Nếu không phải địa thượng Bồ Tát Chỉ có thể làm tham khảo Không thể dùng nó để quyết định phương pháp đối trị chính là nghe mà không nghe tôi nghe được những lời này giống như không nghe thấy vậy không bị nó quấy nhiều không bị nó ảnh hưởng nâng cao cảnh giác chính mình Sau khi nâng cao cảnh giác Tư tưởng hành vi chúng ta thay đổi Biến thành gì? Trở thành thuần tịnh thuần thiện Thuần tịnh thuần thiện Khiến cho tất cả cảnh giới không tốt Đều trở thành tốt dự ngôn này đối với chúng ta có lợi ích lớn ưu điểm lớn bất luận nó là thật hay giả đều nâng cao cảnh giới chính mình nâng cao đức hạnh của chính mình nâng cao trí tuệ chính mình có gì không tốt đều là việc tốt